Anh không gửi đồ túi em à? Không, anh nhớ gửi ai mà. Trong trận này thôi. Trận này là không được vào luôn. Sau được người khác được vào mấy phút thì mình ghi sau là được có 2 phút ghi bàn cái là năm phút hoặc là bên kia đi vào bên đây đông thằng chủ môn cư mạng chắc con mình ấy hả? Bụng bố mà bụng không to thì khả năng bắt tốt nữa. Nhưng mà thua rồi, 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 để danh một không thôi, để danh trước một không thì đã không có để cho thọc không đắt đấy nhỉ, không gì còn người thôi mà đá hai mà không có người. Em ơi, giờ hai em đỏ đứng ở cái cọc cọc này thì anh em. Vâng, xin chào quý vị các bạn. Sau trận mở đầu rất hào hứng sôi nổi với 7 bàn thắng giữa cao thủ FC anh em và cao thủ dự án Lưới Điện thì chúng ta hãy cùng đến ngay với trận đấu thứ hai. Trận đấu rất được chờ đợi giữa cao thủ FC nhà máy AIT và cao thủ FC Mai 20. Về à, có chìa khóa. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất được chờ đợi và người được quyền giao bóng trước ở trong trận đấu này đó là cao thủ bên phía Mai 20. Và trận đấu của chúng ta cũng đã được bắt đầu với tiếng còi đến từ trọng tài Mỹ Đức. Hôm nay thì cao thủ Mai 20 sẽ bảo vệ phần cầu môn bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta với bộ trang phục truyền thống áo vàng quần vàng. Còn cao thủ nhà máy AIT dân nguy hiểm. Đẩy người cho đây ơi. Đi sút của ánh đầu từ rất sớm của cao thủ bên phía nhà máy AIT. Đội bóng áo xanh lam trong trang phục của đội tuyển Pháp sẽ bảo vệ phần cầu môn bên phía tay trái. Quá người dứt điểm. Chắc lên anh ơi. Hôm nay đội hình ra quân của cao thủ nhà máy AIT gồm có thủ môn màu số 1 Nam Béo, số 4 Thiệu Ramos, số 5 Tuấn Trần, số 6 Tống Hiền, số 7 Đông Dâu, số 23 Đoàn Đụt và số 93 đó là Định Pháo. Còn về phía đội hình của cao thủ Mai 20 gồm có thủ thành màu số 1 Duy Linh Smalling, số 16 Doi Kiên mang băng đội trưởng, số 31 Anh Bissaka, số 33 Tú Khỉ, số 44 Bắc Kiều Phong, số 69 Hoàng Hô In và số 70 đó là Tứ Hải. Roi Kiên. Ông Tứ Hải không phải mắc ai à? Thì tình huống chạm bóng rất mượt đến từ đội trưởng của cao thủ Mai 20. Nhà máy thì chân tay nó giỏi. Nhưng mà chưa biết. Nếu mà là lãnh đạo thắng trận này là giỏi cả chân lẫn đầu. Trưởng phòng hay bố học. Tốt đấy. Bóng rất tốt. Quá người, nhịp như quái, không được. Nhịp như rất tốt đó là của Bắc Kiều Phong. Kim Anh đã có một nhịp xử lý rất tay để vượt qua được Thiệu Gia Mốt. Cuối cùng thì số 4 của cao thủ nhà máy AIT đã có một nhịp rửa sai rất hay, khiến cho trận cầu chúng ta chưa có được bàn thắng mở điểm. Sút ngay. Cú chạm bóng đó là của số 33 Tú Khỉ. Doi Kiên. Chạm bóng anh ơi, từ từ thôi. Kiên đá rất bình tĩnh. Tiếp tục là một đường tỉa tốt của Doi Kiên. Bình tĩnh ơi. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đã có một tình huống va chạm giữa Tú Khỉ và Đông Dâu. Số 7 của cao thủ nhà máy AIT vẫn đang nằm sân.
Đây là một trận đấu giữa cầu thủ thuộc nhà máy IT và FC Mai 20, đó là những cầu thủ thuộc thành phần ban lãnh đạo. Thằng này nó anh sẽ tưởng nó bị Đức Thanh kìa, là tất cả nó chỉ thành bằng chân thôi. Thanh rồi đi. Vương đá cho anh. Tập trung anh ơi. Em ra. Đấy, chờ coi chứ. Treo gôn, treo gôn. Có một tình huống đây sau và bóng trở lại với cao thủ bên phía đội bóng Mai 20. Trong vòng. Kiều Phong. Tiếng đá bóng tốt của Doãn Kiên rất bình tĩnh. Đường chuyền sau đó đã không thành công đến từ đội trưởng mang áo số 16. Và tiếp tục là Roy Kiên. Đó là một đường truyền hơi khó đến từ anh Vít, anh Vitsaka. Osaka là thằng nào? Tiếp tục là một tình huống sau bóng hay. Chọc khét rất tốt, Bắc Kiều Phong không được. Bắc Kiều Phong đá hơi chậm trong pha bóng vừa rồi. Mất tua. Đây là cơ hội dành cho nhà máy IT. Quảng Trường đấy rồi, không vào. Tiếp tục là pha bỏ lỡ đến từ Định Pháo. Trận đấu đã cởi mở hơn rất nhiều và đang diễn ra một thế trận cực kỳ hấp dẫn. Tưởng chừng như sẽ có bàn thắng mở điểm dành cho cầu thủ bên phía Mai 20 thì bất ngờ một tiếng tấn công không thành công, bóng trở lại với cầu thủ nhà máy AIT. Ở trong một tư thế và một khoảng trống tương đối thuận lợi thì cầu thủ mang áo số 23 đoàn đụt lại bỏ lỡ một cách tương đối đáng tiếc. Rất nguy hiểm. Mạnh chí nữa nhỉ. Sút thoải mái chứ. Đừng vào giữa, Rồi Kiên. Bóng ơi, không sao. Sút ngay. Đó là cú ra chân của Tú Khỉ. Tú Khỉ ra nào. Đáng biết quả vừa rồi thì ba ơi, hai thằng thủ môn. Thì đã có một tình huống phạm lỗi của Định Pháo với Tứ Hải. Đào tạo cho anh em đá máy thế. Hay là đâu? Đào tạo tập huấn đâu ấy? Tập huấn ở sân chạy lại ấy. Các sếp thì đi tập huấn ở sân môn lại lại. Còn anh thôi. Nhà máy mà ở sân đá bóng lại lại. Chạy chạy có 20 ngày đã chạy 500 cây thì làm gì chả đá gì anh. Đâu như thằng như chưa xài rất đáng tiếc. Vương vui vẻ. Sút ngay không vào. Đó là tình huống bắt bóng rất tốt của Smalling. Được, thủ môn được. Anh mới kiếm được ở đâu ông tuyển của ai tính thế? Vừa tuyển được xong ấy. Vừa tuyển được ạ. À? Dạ. Ông này chắc là phủi giải phủi nào đây anh? Không. Trả lại cái hợp đồng của ông này. Không phủi, mẹ. Không phủi. Về anh về đấy 4 năm nếu mà chơi phủi anh phải chơi lâu rồi chứ. Mở luôn. Áo lúc đâu đi anh ơi. Mở áo lúc ra. Không áo lúc thì đăng ký được bây giờ mình kiểm tra được không? Doãn Kiên. Kéo ông Cường. Số áo cùng với cái tên của đội trưởng mang số 16. Có thể chúng ta dễ dàng đoán được idol của anh là ai. Roy Keane, một những biểu tượng của Manchester United. Nghỉ lắm. Hình như đây danh sách bổ sung đây đúng không anh? Hả? Danh sách bổ sung đây đúng không? Đúng rồi. Mà mày nghĩ là nếu mà anh chơi thế thì nhà máy từ lúc anh về đúng không? 3 năm đánh đầu thì anh phải chơi lâu rồi chứ. Đấy tại vì mày hiểu không? Không vô địch được nên năm nay mới chơi. Chẳng nghĩa là đến 3 năm mình nghĩ ra cái trò này. Mà cái trò này thì nó rất xưa rồi đúng không? Nên là anh là theo kiểu gọi là cái gì nhỉ? Hữu sản đúng không?
Tiếp tục là một tình huống phạm lỗi của Định Pháo với Tứ Hải. Bác Kiều Phong vẫn đang là cầu thủ mang áo số 44. Đường chuyền tốt dành cho Định Pháo. Tập trung tuyển hai đây. Cho vào trong sân em, cho vào trong sân thoải mái. Bơm. Tận bóng rất nguy hiểm và Vương vui vẻ. Bóng đã đi thẳng vào vị trí của Smalling. Sút ngay. Đó là pha ra chân của Tống Hiền. Đi. Chuyển tốt của Doi Kiên. Tiếp tục là Doi Kiên. Bóng đang được dồn khá nhiều dành cho đội trưởng mang áo số 16. Nhưng anh là người sẽ cầm nhịp và có nhiệm vụ chia bài cho cao thủ bên phía Mai 20. Đội Kiên cũng sẽ chơi ở vị trí lùi sâu trong bộ đôi tiền vệ với số 69. Bác Kiều Phong thủ chuyển hơi khó dành cho Tứ Hải. Anh ơi, lát về lát. Vâng, vui vẻ. Quả trống đã mở ra, đây sẽ là cơ hội sút ngay. Đó là cú sút bóng của Tống Hiền. Anh em bình tĩnh, đá theo bài. Bộ tiền vệ của cao thủ 20 đó là Hoàng Huynh cùng với Doi Kiên. Đấy rồi, không vào. Rất đáng tiếc với pha phối hợp có nét giữa Bắc Kiều Phong và Hoàng Huynh. Hoàng Huynh đã có một nhịp tiếp bóng chưa thật sự đủ tốt để có thể mang về được bàn thắng cho cầu thủ bên phía Mai 20 trong tình tấn công vừa rồi của đội bóng này. Tiếp tục sẽ là cơ hội Bắc Kiều Phong. Đấy rồi, quá người. Tình huống xử lý cực kỳ mượt mà và uyển chuyển đến từ cầu thủ mang áo số 69 Hoàng Huynh. Đó, tình huống xử lý kia. Với những tình huống bẻ ngoặt khiến cho hậu vệ của đối phương rơi vào một tình thế bị động. Đúng kỹ thuật chứ đi. Đúng kỹ thuật chứ đi. Chọn. Mày làm rồi tôi sẽ kiểm tra lại cộng đồng bóng đậm. Mày có biết là anh là người ký không? Cho nên là Doi Kiên hơi đơn độc ở phía trên, vẫn đang là Doi Kiên quyết định qua người. Thì vẫn còn rất đông các cầu thủ của FC nhà máy AIT. Doi Kiên vẫn đang là Doi Kiên, đã có khoảng trống đáy biên. Đấy rồi, cột hai, sút bóng, Bắc Kiều vào. Một không dành cho thủ Mai 20. Cuối cùng thì những sức ép cũng đã được hiện thực hóa với một bàn thắng của tiền đạo Bắc Kiều Phong. Một tình huống phối hợp với độ chính xác rất cao và cầu thủ bên phía Mai 20 hoàn toàn xứng đáng mang đến niềm dành cho thủ Mai 20. Cuối cùng thì những sức ép cũng đã được hiện thực hóa với một bàn thắng của tiền đạo Bắc Kiều Phong. Một tình huống phối hợp với độ chính xác rất cao và cầu thủ bên phía Mai 20 hoàn toàn xứng đáng mang đến niềm vui cho những cổ động viên trên sân vào lúc này. Bàn thắng mở điểm của Bắc Kiều Phong. Bàn thắng cực kỳ quan trọng để giúp cho cầu thủ bên phía Mai 20 vươn lên dẫn trước trong một thế trận rất cân bằng đối với cao thủ bên phía nhà máy AIT. Doi Kiên. Hoàng Oin. Sút bóng không được. Tú Khỉ tiếp tục là pha ra chân. Đánh trống lên. Những mũi công của cầu thủ Mai 20 trong trận đấu này đang chơi rất tốt. Họ có nhiều những phương án, nhiều những tình huống tiếp cận với khung thành của thủ môn Nam Béo. Tú Khỉ quá người. Đã có tình huống phạm lỗi của Vương Vui Vẻ và sẽ có một tấm thẻ vàng đến từ trọng tài Minh Đức.
Một tình huống mà Tú Khỉ có một tình huống qua người tốt và bắt buộc khiến cho Vương vui vẻ phải đưa ra một tình huống phạm lỗi. Hôm nay thì bộ ba mũi công Bắc Kiều Phong, Hoàng Ngô In và Hà Duy Kiên của cao thủ bên phía Mai 10 đang chơi rất vào form và đang tạo ra một bộ ba tam giác rất nguy hiểm với những pha ban bật với tốc độ cao và với những pha xử lý kỹ thuật của mình. Sút bóng, đó là cú sút ở về phía góc gần của Hoàng Ngô In. Đông Dâu, cú mở tốt dành cho Đoàn Đụt, người đã bỏ lỡ một thời cơ rất ngon ăn của cao thủ bên phía nhà máy AIT. Và bây giờ thì cao thủ của bên phía đội bóng Mai 20 họ đang là những người dẫn trước. Tú Khỉ đường chuyền không thành công, bóng vẫn còn dành cho cao thủ Mai 20. Anh Quan Bisaka thiếu treo bóng của Doi Kin đánh đâu 2-0. Đó là pha lập công của Tú Khỉ, người kiến tạo ở đẳng cấp rất cao trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục là Doi Kiên, đội trưởng của cầu thủ bên phía Mai 20. Một tình huống chuyền bóng rất giàu. Đó là pha lập công của Tú Khỉ, người kiến tạo ở đẳng cấp rất cao trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục là Doi Kiên, đội trưởng của cầu thủ bên phía Mai 20. Một tình huống chuyền bóng rất giàu. Đang đặt người đồng đội của anh đó là Tú Khỉ vào một vị trí rất thuận lợi để mang về bàn thắng thứ hai. Một bàn thắng quan trọng và điểm nhân tiếp theo đã xuất hiện trên sân bóng Nhật Tân. 2-0 dành cho cầu thủ bên phía Mai 20. Kỳ chuyển nhượng mùa hè này của nhà máy chân đua rồi. Bỏ đi anh. Cầu thủ bên phía đội bóng Mai 20 họ bắt nhịp rất tốt với trận đấu này. Cơ bạc ăn nhau về hậu nhá. Bây giờ mới nửa hiệp 1. Và all in. Nhưng thời gian vẫn còn nhiều dành cho cầu thủ bên phía nhà máy AIT. Và ở trong những phút đấu đầu tiên thì đội bóng áo xanh lam chơi không hề thua kém so với các cầu thủ bên phía Mai 20. Và họ vẫn còn những cơ hội, vẫn còn những cơ sở để có thể tạo ra một bàn trình diễn tốt hơn ở trong phần thời gian còn lại của hiệp 1 cũng như là một thời gian rất dài ở hiệp 1 thứ 2. Bắc Kiều Phong tiếp tục là cầu thủ mang áo số 44 với những pha xử lý bóng rất kỹ thuật. Định pháo vẫn đang là những sự chủ động, tình huống cầm bóng rất chắc chắn của cao thủ bên phía Mai 20. Hoàng Ngô In, Bisaka, anh còn Bisaka. Tiếp tục là tình huống lấy bóng hay của Doi Kiên, ông chủ tuyến giữa của cao thủ bên phía đội bóng Mai 20. Khi mà có Doi Kiên thì cao thủ bên phía đội bóng Mai 20 có nhiều hơn những sự lựa chọn trên mặt tấn công, cùng với đó là họ có được những phương án để có thể tiếp cận cầu môn với những đường truyền, những cú sút rất đẳng cấp của tiền vệ mang áo số 16. Và anh vẫn đang là sự khác biệt của cao thủ bên phía đội bóng Mai 20 ở khu vực trung lộ, cùng với đó là những tình huống ban bật tốt và sự hiểu ý cùng sự nhuần nhuyễn trong những tình huống pha tấn công với Hoàng Ngô In và Bắc Kiều Phong ở trên mặt trận tấn công, và đang giúp cho cao thủ và lối chơi của đội bóng Mai 20 diễn ra một cách rất trơn tru và đúng với ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đội bóng này đã đề ra. Bên phía đội bóng Mai 20 họ cũng đã có cho mình sự thay đổi người đầu tiên. Bắc Kiều Phong, rõ ràng về mặt thể lực thì cao thủ bên phía Mai 20 sẽ có phần nào thua thiệt hơn so với những sự trẻ khỏe của cao thủ bên phía đội bóng nhà máy AIT. Và bước sang hiệp 2 sẽ là khoảng thời gian quyết định của trận đấu này. Bỏ đi. Vào sân bên phía cao thủ Mai 20 đó là số 6 Quân Cơ Lê. Quân Cơ Lê bỏ hết là thua gì? Doi Kiên
Nhà máy này dùng quân cờ lê để thay cho anh Juan Bissaka. Vẫn đang là quân cờ lê. Thì con xin bóng nỗ lực của số 6 nhận được những tràng pháo tay. Vương vui vẻ. Đúng là bóng tốt của Tú Khỉ. Cái tên rất giống đối với huấn luyện viên của Nguyễn Trọng FC. Vừa rồi đó là cú sút của Đông Dâu. Bóng đá không đi trúng vào khung thành của thủ môn Smalling. Đá chặt mình đấy. Đá, anh Hải kéo cao lên, anh Hải kéo cao lên. Chẳng ơi. Mất một người xưa này. Qua đây. Đâu anh? Đâu được anh ơi. Cũng chỉ tốt của Hoàng Hô In. Người đang đeo băng đội trưởng bên phía cầu thủ nhà máy IT đó là số 4 Thiệu Ramos. Vương vui vẻ. Một tình huống sút bóng tương đối kỹ thuật của cầu thủ mang áo số 20. Nhưng bóng đã không đi trúng đích. Bác Kiều Phong, người đã tạo ra bàn thắng mở điểm ở trận đấu này, sẽ là người được đưa ra nghỉ. Không. Và người vào sân đó là cầu thủ mang áo số 14 Đăng Quốc Cơ. Không, già đã mệt rồi. Đang đi bộ. Đi bộ chứ không phải là Quốc Cơ là công nhân đâu nhá. Quốc Cơ. Không, Quốc Cơ. Sút ngay. Đó là cú sút sau khi vào sân của cầu thủ mang áo số 14 Đăng Quốc Cơ. Đăng Quốc Cơ. Quốc Men thì có thể là dễ không? Không phải là Quốc Cơ. Không phải là Quốc Cơ đâu nhá. Quốc Cơ là Hồng. Quốc Cơ là Hải đấy. Thôi mình cũng phải thua hai quả trước để thi cường nó đỡ mà. Được chào đồng lao động. Không, thằng Cường cũng bảo là chơi phủ ý. Xói Kiên. Có tình chua đúng không? Có tình cả trước à? Ok. Làm đi nữa đi. Tiếp tục là một tiếng lấy bóng lấy mặt tốt. Quá người đây rồi, Đăng Quốc Cơ. Tiếng còi được cất lên và sẽ có quả đá phạt đền dành cho cầu thủ bên phía mai 20. Ngay sau khi vào sân thì Đăng Đi Bộ đã tạo ra được sự khác biệt. Đi Bộ cũng khác biệt rồi. Bây giờ sẽ là một cơ hội rất thuận lợi để cho cầu thủ bên phía đội bóng mai 20 có được cho mình thêm bàn thắng. Anh Trung phát biểu đấy. Người đang đứng trước bóng đó là Hoàng Oin. Có công tâm không? Được. Làm nhẹ cái 3-0 nào. Một cơ hội rất thuận lợi để hướng tới bàn thắng thứ 3. Đá mà không vào thì quả đấy là bắt không công tâm. Đá vào thì là... Nhưng Hoàng tâm lý lắm. Hoàng Oin. Một cú sút rất mạnh của số 69. Và bàn thắng thứ 3 đã đến. Khóa nhỉ. Khóa. Một cú đặt lòng rất chuẩn mực của Hoàng Oin. Và tỷ số lúc này trên sân bóng Nhật Tân là 3-0 nghiêng về phía các cầu thủ. Khóa nhỉ. Khóa. Một cú đặt lòng rất chuẩn mực của Hoàng Oin. Và tỷ số lúc này trên sân bóng Nhật Tân là 3-0 nghiêng về phía các cầu thủ của FC Mai 20. Không nhả nữa nhá. Anh em lấy lại đi. Anh đang được cái anh chơi bóng tốt. Người anh đập, người anh nó đập nó đẩy. Anh ấy cũng chơi khéo. Người anh chỉ xuống tấn cái là đẩy khó. Làm quả đi. Đoạn đụt. Điều mà tốt dành cho Đông Dâu. Nhưng dường như cầu thủ bên phía nhà máy IT họ đang chưa có được sự kết dính đủ tốt để có thể tạo ra được những tình huống tấn công. Okay. Tiếp tục là Đăng Đi Bộ sút ngay vào. 4-0 dành cho thủ môn 20. Đó là sự khác biệt của Đăng Quốc Cơ. Có tình huống xử lý rất này rất mượt mà và một cú sút chuẩn mực, một cú sút găm thẳng về phía góc xa trong sự bất lực của thủ thành Nam Béo. Và tỷ số là 4-0 dành cho cầu thủ biệt của Đăng Quốc Cơ. Có tình huống xử lý rất này rất mượt mà và một cú sút chuẩn mực, một cú sút găm thẳng về phía góc xa trong sự bất lực của thủ thành Nam Béo. Và tỷ số là 4-0 dành cho cầu thủ bên phía Mai 20. Nhanh một tí là mất bàn thắng, đâu mà phải vội. Anh Đăng ơi, cắt tóc vào đâu đây anh ơi? Cắt. Một tình huống mà Đăng Quốc Cơ đã cho thấy chúng ta thấy được những điểm mạnh của anh đó là nhanh, khỏe và khéo. Hội ý đi, hội ý đi. Chưa rồi, anh Trung phải mong hết hiệp 1 như bây giờ.
Bây giờ mới được có 23 phút. Khó khăn. Với 23 phút thôi à? Chắc chất khó khăn với cao thủ bên phía. Vẫn còn 7 phút ác mộng nữa. Cao thủ nhà máy AIT. Khởi động sẵn kỹ chưa? Kỷ lục thiên phủi đã bao nhiêu nha? Khả năng là trận này được vào sân rồi. Có nhỉ. Phải là khả năng thắng đến 7-0 là mình sẽ được bảng. 4 quả. 4 rồi. 3 quả là bằng đội dán chạm đấy nhỉ. Chỉ dán chạm có 3 quả thôi. 4 hay 2 chứ. 5-2 à? Cái đá này là không giữ khách lắm nhỉ. Khách đâu á? Tất lâu, cả là người nhà lâu, nhau lâu, hết lâu mà. Nhà máy mới xuống đây. Lấy thịt đè người. Ơ cũng đúng. Quả đấy là lấy thịt đè người đấy. Rồi anh đang anh mới cẩy. Áo pit ở đầu sân mà, ở sân nhờ. Một người ra, anh ấy chạy ra. Áo pit gì? Thôi tay đầu rồi. Thôi lên rồi à? Mới thay thủ môn. Đâu quả anh, đâu có tay à? Quả đấy có đẩy được đâu nhỉ? Ừ, có đẩy đâu. Mà ngã sao ấy? Ngã. À, chắc là chúng đổ. Có thuê thủ môn được không? Để thuê ông áo tím vào đại bắt. Rồi thuê ông áo tím thì thủng 10 quả nữa. Thế à? Rồi. Chú ơi trời tối rồi cho cái bóng đèn sớm chú ơi. Ok vào bù rồi, giờ thêm 3 phút nữa. Trọng tài stop đồng hồ. Mạnh thế, cú sút ngay đến từ Định Pháo. Ui. Đúng đúng cái banner năm nào ạ? Quả đánh lùi được. Chắn bóng em ơi, chắn bóng nha, chắn bóng nha, chắn bóng nha, chắn bóng nha, chắn bóng nha. Đánh đầu. Đúng bằng cắt thương thành công của Hiền Cú Loan. Treo được anh ơi. Đánh Định Pháo. Không vượt qua được Tú Khỉ. Thì cũng mà Định Pháo đã phạm lỗi đối với Tú Khỉ. Và bóng trở lại với các cầu thủ bên phía đội bóng FC Mai 20. Tiếp tục là đường chuyền dài chuẩn xác của Doi Kiên. Ông kia ông chạy dọn đánh đây là tốt. Bóng đã bất ngờ chạm tay của Hiền Cú Loa. Mặc dù nắm trong tay lợi thế 4 bàn cách biệt nhưng cầu thủ bên phía Mai 20 họ vẫn muốn có thêm được lợi thế và có thêm cho mình những bàn thắng. Ok ok. Người đứng trước bóng đó như là Doi Kiên, người đã có được cho mình kiến tạo cho trận đấu này. Sút ngay. Cú ra chân đó là của Hoàng Âu In. Sút ngay. Cú bắn phá đó là của số 7 Đông Sâu. Mà những tình huống phù hợp chưa mang lại hiệu quả thì những tình huống rút ra sẽ là phương án được cầu thủ nhà máy AIT họ thực hiện thường xuyên. Doi Kiên quyết định qua người. Cuối phản công. Đang có cơ. Không phải gì phải vội vàng. Sau đó là đường truyền hơi khó dành cho thì đội này đội già đã hết một là đội yếu số 16 thế, hết một là tung trẻ mà thế là hiệp Doi Kiên đúng đấy
phải chịu khó em quy tí. Bỏ chơi. Anh tôi đánh thử em, một em đi. Chắc cái đấy đánh ra nó lại vào không về được. Một đi. Tiếp tục là sự đổi biến được tạo ra những từ roi kiên cả ngang rất nguy hiểm, chưa có được bàn thắng trong tiếng tấn công vừa rồi. Đường chuyền sau đó thì lại không thành công, đó là pha xử lý đến từ cầu thủ áo số 7 Đông Dâu. Mạnh đã cố gắng đưa bóng sang phía cột 2 nơi có sự xuất hiện của Đức Pháo. Đấy rồi, Hoàng Âu In chưa thể chạm bóng trong pha giả xếp tấn công vừa qua. Bán đụt, kéo bóng sang chân trái. Vào. Mấy quả quyết định táo bảo đã được tạo ra đến từ cầu thủ Hào số 23. Đúng rồi. Tình huống dứt điểm thì vẫn là tương đối rời rạc và chưa có nhiều những tình huống phối hợp và tấn công đến từ cầu thủ bên phía nhà máy AIT. 4 Lùi đi. Mình tính tập nhà thôi. Ok. Rồi Kiên. Thì ông xin ba chục thành công của cầu thủ mang áo số 16. Sút ngay. Tiếp tục là pha dứt điểm của Định Pháo. Nhưng phần lớn những tình huống sút bóng của cầu thủ bên phía nhà máy AET thường đến từ khu vực ngoài 6m50. Đó là những tình huống sút bóng từ ngoài vòng cấm. Đang có cơ. Sút bóng không vào. Không như vậy là vẫn có bàn thắng. Bóng bất ngờ chạm cột dọc và đi vào lưới. Đó là bàn thắng của Hoàng Âu In. Một cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 69. Tỷ số đã là 5-0. Trời ơi, hai quả nữa mình đục vào ơi. Mày nói nhiều quá. Sau khi vào lưới. Đó là bàn thắng của Hoàng Âu In. Một cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 69. Tỷ số đã là 5-0. Hai quả nữa mình đục vào ơi, mày không đục vào ơi. Thôi hiểu hai. Mày nói nhiều quá. Sau khi đăng quốc cơ vào sân thì số 14 đang tạo ra được sự khác biệt trong tấn công với những tình huống cai đè, làm tường hoặc tự mình dứt điểm. Đó chỉ là một trong những phương án rất tốt, rất hay mà cầu thủ bên phía Mai 20 đã tạo ra ở trận đấu này. Và các đối thủ ở giải đấu AET Super League lần thứ 20 cũng cần đặc biệt lưu ý tới tiền đạo mang áo số 14 bởi khả năng săn bàn cùng khả năng nằm tường và cài đè chuyền bóng rất tốt. Cao thủ. Thời gian là vẫn còn đối với cao thủ nhà máy AIT, nhưng họ cần phải có những cơ hội rõ ràng hơn, những cơ hội rõ rệt hơn ở trong khu vực vòng cấm. Hơi khó. Mà đội bóng áo xanh họ vẫn chủ yếu thực hiện những tình huống dứt điểm ở khu vực ngoài vòng cấm, đó là những cú sút xa và thực sự không mang lại nhiều hiệu quả. Nhiều bóng thường xuyên đi vượt khỏi khung thành của đội bóng Sporting. Và đó cũng là tình huống cuối cùng để khép lại hiệp đấu đầu tiên. Tỷ số đang tạm thời đó là 5-0 nhưng về phía cầu thủ Mai 20 trước cầu thủ đội bóng nhà máy AIT. Một hiệp đấu mà hàng công và những mũi công của cầu thủ đội bóng áo vàng họ đã chơi rất tốt và cực kỳ ăn ý với những Đăng Walker, Roy Kiên và Hải Oin đã mang về 5 bàn thắng cho đội bóng áo vàng. Và quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tạm nghỉ trong giây lát trước khi xem cả hai đội thi đấu ở trong hiệp đấu thứ hai. Đông những thằng chạy bộ của nó ở đây kìa. Ý là cái giải, anh trao thưởng đúng không? Không. Quý vị các bạn thân, mến, sau những phút giải lao thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với hiệp đấu thứ hai. Trận đấu giữa cầu thủ Mai 20 và cầu thủ nhà máy AIT trong khuôn khổ vòng thiếu khai mạc của giải bóng đá AIT Super League lần thứ 20. Tỷ số lúc này trên sân bóng Nhật Tân đang tạm thời có tỷ số đó là 5-0 nghiêng về phía cầu thủ Mai 20 với những bàn thắng của Bắc Kiều Phong, Tú Khỉ, cú đúp của Hoàng Ngô In và bàn thắng của Đăng Quốc Cơ. Ở trong hiệp 2 này thì cầu thủ bên phía Mai 20 họ sẽ bảo vệ thủ môn bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Còn cầu thủ nhà máy AIT họ sẽ bảo vệ phòng thành bên phía tay phải. Hiệp hai sẽ là lúc mà cầu thủ bên phía nhà máy AIT họ sẽ phải bung sức để có thể tìm kiếm cho mình được những bàn thắng, hết sức quan trọng. Khi mà họ được đánh giá phần nhìn hơn về mặt thể lực ở trận đấu này.
một chuyện hơi khó dành cho cầu thủ mang áo số 15 Hiền Cú Loa. Cơ hội dành cho cầu thủ bên phía nhà máy AIT. Dứt điểm. Cú dứt điểm trong một tư thế không thực sự thuận lợi của Đinh Pháo. Và cơ hội đầu tiên ở trong hiệp 2 đã thuộc về cao thủ đội bóng xanh lam. Những phút đầu thì cao thủ nhà máy AIT giống như là đầu tiên họ chơi không hề lép vế, một lối chơi tương đối chủ động và dồn ép cao thủ bên phía đội bóng Mai 20. Nhưng khả năng tận dụng cơ hội, khả năng chuyển hóa thành bàn thắng của đội bóng này chưa thực sự tốt bằng so với đối thủ của họ. Giỏi Kiên. Một sải chân rất dài của cầu thủ áo số 16 giúp anh có thể dễ dàng chiến thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Tấm băng đội trưởng trên tay cũng không khiến cho Giỏi Kiên phần nào áp lực và giúp anh đang thiếu vô cùng thăng hoa và góp phần lớn vào bàn cách biệt tạm thời 5-0 cho đến lúc này của trận đấu. Nhưng về phía cao thủ bên phía Mai 20, đúng như chúng tôi đã dự đoán thì trong hiệp 2 cao thủ của đội bóng nhà máy AIT họ đang cố gắng vùng lên để tìm kiếm cho mình một chút sự hy vọng. Chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 15 Thắng Rose. Giỏi Kiên. Đúng trong khe không thành công đến từ đội trưởng áo số 16 Hoàng Oyin. Vẫn đang là Hoàng Oyin. Mình hoàng là sao qua đổi mấy ông. Hốp hậu vệ bên này nói thật rằng đây 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 đây. Hoàng Oyin, khoảng trống. Hoàng Oyin đã xử lý bóng hơi chậm trong tình huống vừa rồi để cho số 7 Đông Dâu có một tình huống cắt bóng thành công. Rất đáng tiếc. Bóng tiếp tục trở lại với các cầu thủ bên phía Mai 20. Đó là pha ra chân của Hoàng Oyin. Nhưng đáng tiếc trong bóng vừa rồi thì Hoàng Oyin chưa thể mang về được niềm vui cho những cổ động viên của Mai 20 có mặt trên sân vào lúc này. Bóng sút vẫn còn hơi hiền và chưa thể đánh bại được thủ thành bên phía đội bóng nhà máy AIT. Cái thằng ngồi trầu riêng này vào. To quá xếp nghe thế. Đang ra nhận bóng đi. Chắc phải để chắc chú. Chắc còn 5 phút thôi. Chắc ở phút thứ 90 cho chú vào. Thì không đá bóng hay. Dâu dâu này thằng gì nhỉ? Của Thắng Rose. Định. Chắc là Thắng Rose rồi. Đang nghĩ mình để cho cái thằng gì kia Đông Dâu để dâu thì có thể để nó đối được với Thắng Dâu. Cái rất béo. Đang quốc cơ. Dưới bóng rất khéo léo đến từ Đang quốc cơ. Quả lưu lực vừa rồi mang về một tình huống đá biển. Một tình huống có lẽ mà Hoàng Oyin đã chưa bóng chuyển. Cứ vào đi. Điều đó hay của Giỏi Kiên. Hay quá. Hay quá tình huống phù hợp sắc nét giữa cao thủ bên phía Mai 20. Nhưng ở nhịp cuối cùng thì Hiền Cú Loa đã là người phá bóng thành công. Anh ơi, bóng ơi. Giỏi Kiên vẫn đang là trái tim, là ông chủ lên tuyến giữa của cầu thủ bên phía Mai 20. Anh vẫn đang là cầu thủ làm bóng chính cho cầu thủ bên phía Mai 20. Đây rồi Hoàng Oyin. Tình huống mà Hoàng Oyin đã ngã nhưng trọng tài không cắt còi. Đang quá cờ. Ông quả đấy, ông quả đấy, ông quả đấy.
Có lỗi không? Không có lỗi, nhưng mà lại bóng đứng, không phải lại bóng đứng, không không phải đặt vào đi anh Quân ơi, đặt vào trong thế. Vào trong được, vào trong được mà. Thì cũng tạm bóng một Quân cơ lê. Thứ hai, cầu thủ chơi bóng an toàn của cầu thủ áo số 70. Vị trí thòng của cầu thủ bên phía mai 20 đang không bị khai thác với những tình huống chơi bóng rất chắc chắn bên phần sân nhà. Mỗi khi mà tình huống rơi vào tình huống khó thì ngay lập tức Thứ Hải có một tình huống phá bóng sút ngay. Cú sút chưa để chiến thắng được Smalling. Đồng dâu. Hai tình huống bắn phá liên tiếp đến từ cầu thủ bên phía nhà máy AET. Nhưng trận đó vẫn là chưa đủ để có thể giúp cho đội bóng này mang về được bàn thắng đầu tiên. Nhưng mà họ vẫn đang bị dẫn trước với tỷ số đó là 5-0. Đứng ngay. Ra ngoài rồi. Giỏi Kiên. Quân này cánh này. Rồi, Quân đứng đấy được rồi. Quân nhìn cánh này, Quân nhìn cánh này. Quân bỏ tốt. Tống Điền. Quân cơ lê. Bên phía cao thủ 320 có cho mình sự thay đổi người. Khi mà số 6 Quân Cờ Lê là người được đưa sang nghỉ. Và người vào thay cho anh đó là cầu thủ mang áo số 11 Tung. Một cái tên rất máu lửa, Tung va chạm. Rồi. Không chắc phải này. Tiếp tục là một tình huống quả bóng đẳng cấp của Roy Kiệt. Đường chuyền này thì đáng tiếc là tình huống đôi một chưa tốt của cầu thủ mới vào sân, Tung va chạm đã không giúp cho cầu thủ bên phía 20 có được thêm một tình huống tấn công. Rõ ràng sau khi mới vào sân thì cảm giác bóng của cầu thủ áo số 11 là chưa thật sự tốt. Và anh cần thêm vài phút để có thể bắt nhịp được với trận đấu này. Tung va chạm sút ngay. Sút trúng đích đầu tiên đến từ cầu thủ áo số 11. Nhưng đó vẫn chỉ là một cú sút đi đúng vào vị trí mà thủ thành bên phía cầu thủ nhà máy AIT đã chọn. Sút ngay. Cú sút mất bóng của Đông Dâu. Mạnh thế. Chuyển hơi khó đến từ Đông Dâu. Tống Hiền đã không thể đoán được ý đồ vừa rồi. Doãn Kiên. Đường đập hơi mạnh dành cho Tùng va chạm và xử lý bóng rất khéo của cầu thủ áo số 11. Cơ ơi. Cú sút nhắm về phía góc ngược của tiền đạo áo số 69 Hoàng Hô In. Hoàng Hô In này hóa ra biết đá bóng ấy nhỉ? Đá khỏe. Đích pháo đã vượt qua được Tứ Hải. Nói chung tuyển đầu ba thằng mới đá hay phết này, cầm bóng tốt, nhưng mà không ban bật. Sao không vào được nhỉ? Nó ban bật rồi. Không ban bật. Mạnh thằng nào thằng nên. Nhưng chưa phối hợp được, ăn ý với nhau à? Đã có tình huống phạm lỗi của Doi Kiên đối với Hiền Cú Loa. Hiền Loa to. Tài tài ơi. Đây, phát chân. Tiểu đó hay của Doi Kiên. Ăn bạ nhiều là phải thẻ, chúng ta nhá.
đáy biên, cắt ngang không được, chưa có tình huống băng cắt của Hoàng Hồ In. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ khá chậm và một thế trận tương đối chắc chẽ. Trong khoảng ít phút đã qua thì chưa có nhiều những cơ hội thật sự rõ rệt đến từ cả hai đội. Đội vàng đang giữ sức rồi, cho nên không ghi nữa rồi. Hay là mệt rồi, giữ sức rồi không ghi là không cần ghi bàn nữa rồi. Và dường như bên phía cầu thủ sút ngay, cú quăng chân rất mạnh của Hoàng Hồ In, nhưng bóng lần này đã đi không trúng đích. Ở phía dưới thì vẫn là sự chắc chắn thường thấy của Tứ Hải. Hải kìa, Giỏi Kiên. Vào 23 này. Đã có một tình huống phạm lỗi đến từ Hoàng Hồ In. Quả đấy mà thẻ. Đá sao. Nghe coi. Quả chạy nước là ra sân. Thẻ vàng này. Cái gì, một thẻ gì? Vừa rồi là ghi sổ đen rồi à? Đẩy lên nào. Đúng rồi, hay quá. Đăng Walker, 2-2. Đánh rồi. Thì không thể bóng chạm tay đáng tiếc của Hoàng Hồ In. Cuộc tấn công dành cho cầu thủ nhà máy AIT. Sút ngay. Cú ra chân rất uy lực. Và lần này thì cầu thủ mang áo số 23 Đoàn Đụt đã không bỏ lỡ cơ hội của cầu thủ bên phía nhà máy AIT. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-5. Và như chúng tôi đã nhận định thì sang hiệp 2 thì cầu thủ bên phía Mai 20 cú ra chân rất uy lực. Và lần này thì cầu thủ mang áo số 23 Đoàn Đụt đã không bỏ lỡ cơ hội của cầu thủ bên phía nhà máy AIT. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-5. Và như chúng tôi đã nhận định thì sang hiệp 2 thì cầu thủ bên phía Mai 20 với những cầu thủ bước qua bên kia sân rộng sự nghiệp với thể lực đã không được đảm bảo thì sẽ là lúc để cho cầu thủ bên phía nhà máy AIT họ sẽ vùng lên và tìm kiếm cho mình bàn thắng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-5 với pha lập công từ một cú dốc két, một cú đá đại pháo của số 23 Đoàn Đụt. Ở hiệp 1 thì Đoàn Đụt cũng đã có cơ hội nhưng anh đã chưa thể tận dụng thành công. Cú tiếp theo dành cho cầu thủ bên phía nhà máy AIT, Thiệu Ramos. Tứ Hải là người chiến thắng. Tiếng chọc khe tốt dành cho Hoàng Hồ In. Căng ngang của Rai vào. Cú hat trick dành cho Hoàng Hồ In. Quá hay. Chưa một tình huống bằng cắt đẳng cấp của cầu thủ mang áo số 69. Một cú sút và một cảm quan không gian và một cú ra chân rất nhạy cảm. Khả năng chọn vị trí nhạy bén của quá hay. Một tình huống bằng cắt đẳng cấp của cầu thủ mang áo số 69. Một cú sút và một cảm quan không gian và một cú ra chân rất nhạy cảm. Khả năng chọn vị trí nhạy bén của Hoàng Hồ In giúp cho anh mang về bàn thắng thứ 3 và tỷ số là 6-1. Một chiếc tennis. Những cơ hội là vẫn còn để cho cầu thủ bên phía nhà máy AIT mang về thêm được cho mình bàn thắng. Đoàn Đụt. Những sự rắc rối vẫn đang được tạo ra bên hành lang cánh trái của đội bóng áo xanh lam. Đang có cơ, không được. Đang có cơ vẫn tinh quái mang về được một tình huống đá phạt góc. Đầu dâu cũng mệt à. Bao nhiêu phút nữa? 5 phút nữa cho Cường vào. Thấy chưa? Bên phía cao thủ Mai 20 đang có sự thay đổi khi mà Tú Khỉ được đưa vào để chơi ở vị trí trung vệ thòng thay cho cầu thủ mang áo 70. Số 70 Tứ Hải. Bắt sát người các bạn từ từ thôi.
để áo ra trong áo bên mình làm bên thay áo nào. Đâu đâu anh ơi. Hôn hôn. Đúng rồi này trên. Nó từ từ thôi. Bán đụt. Tình huống chuyền bóng sai địa chỉ của cầu thủ mang áo số 23. Đường chuyền rất tốt đến từ Tú Khỉ. Tiếng chào bóng của Tung va chạm. Tú Khỉ vẫn là tình huống cản phá xuất sắc của Tú Khỉ với đôi chân dài cùng với tốc độ. Doãn Kiên cũng bỏ lỡ của Đăng Walker. Doãn Kiên đã chơi vô cùng đồng đội. Ngày hôm nay thì Doãn Kiên đang cố gắng có thật nhiều kiến tạo chứ anh chưa muốn ghi bàn. Thì cũng mà Doãn Kiên hoàn toàn có thể dứt điểm về phía góc gần. Thì anh đã quyết định chuyển bóng sang phía cột hai. Đồng Dâu sút bóng không vào. Đó là sự bóng lót tốt đến từ Tú Khỉ. Định à? Nào vào đấy. Hoàng Lực. Bên phía cầu thủ nhà máy AIT có thêm cho mình sự thay đổi khi mà số 10 Hoàng Lực là người được đưa vào. Thiếu bóng dài tốt của Doãn Kiên dành cho Đăng Walker. Nhưng mà Đăng Walker đang ngã ăn trọng tài không hề cắt còi. Tiếp tục là pha sọc bóng và dài người tốt của Doãn Kiên. Đường chuyền hay dành cho Đăng Walker. Lần này thì sẽ có tình huống đá phạt dành cho thủ bên phía Mai 20 và tấm thẻ vàng dành cho số 4 Thiệu Ramos. Một tình huống chơi bóng quyết liệt và máu lửa của số 4 để ngăn cản Đăng Walker có một nhịp nhà bóng và tung ra một pha dứt điểm. Bên phía cầu thủ Mai 20 họ có trên so mình sự thay đổi khi mà cầu thủ mang áo số 5 đó là Cường Cruz được đưa vào để thay cho số 1 Tung va chạm. Và anh sẽ chơi ở vị trí trung vệ thòng và Tú Khỉ sẽ được trở lại vị trí hành lang biên quen thuộc, hành lang biên trái nơi mà Tú Khỉ đã tạo ra rất nhiều sự rắc rối với hàng phòng ngự của cầu thủ bên phía nhà máy AIT. Đây là giao hai của cầu thủ bên nhà máy. Sút ngay! Cú ra chân rất có ý đồ của Hoàng Âu In. Bóng đã lướt theo một đường cong và đi ra ngoài trong sự nuối tiếc của Hoàng Âu In khi anh chưa thể hoàn thành cú poker. Đồng Dâu đường xỉa tốt dành cho Đoàn Đụt, vẫn đang là Đoàn Đụt. Đường chuyền tốt, Đoàn Đụt vụt ngay. Cú ra chân nhanh của cầu thủ áo số 23 bên phía đội bóng nhà máy AIT, nhưng đó vẫn chưa thể trở thành bàn thắng khi bóng chưa đi trúng khung thành của thủ môn Smalling. Ngày hôm nay thì thủ thành mang áo số 1 của cầu thủ bên phía đội bóng Mai 20 vẫn đang tương đối nhàn nhã khi anh không phải làm việc quá nhiều. Khi mà cầu thủ bên phía nhà máy AIT không tạo ra được nhiều những cú sút trúng đích. Những cú sút của đội bóng áo xanh lam họ vẫn đến chủ yếu từ những tình huống sút xa và bóng đi không thực sự chính xác, bóng không trúng vào khung thành. Vương vui vẻ
Cú phạm lỗi của Vương Vui Vẻ đối với Doanh Kiên. Quay người nào, quay người nào. Tú Khỉ vẫn đang là Tú Khỉ, cố gắng tìm hướng để chặn ngược tuyến hai. Chẳng ngược hơi non dành cho Hoàng Huy. Và qua người tốt của đoàn đụt, vẫn đang là đoàn đụt, tốc độ rất nhanh của số 23. Đã có một tình huống mà Doi Kiên đã bá vai đối với đoàn đụt. Và sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các thủ bên phía đội bóng nhà máy AIT. Tấm thẻ vàng dành cho Doi Kiên. Và đoàn đụt đã thoát đi với một tốc độ rất cao và hoàn toàn có thể đưa ra được một tình huống dứt điểm. Người đang đứng trước bóng đó là Hoàng Lực. Chúng ta anh cùng chờ đợi phương án đến từ các thủ nhà máy AIT. Không được, Doi Kiên tiếp tục là người cản phá. Qua người, đó là hai tình huống đi bóng rất hay của Hoàng Oin. Và nỗ lực của số 69 mang về một tình huống đá phạt trực tiếp. Và tiếp tục là những tình huống xử lý rất mê hoặc của Doi Kiên. Tình huống cao chân đến từ Đông Dầu. Mọi thứ vẫn đang chiều theo và ủng hộ cao thủ bên phía đội bóng Mai 20, dứt điểm. Bàn thắng thứ 7 dành cho cao thủ của đội bóng áo vàng. Cú đúp của tiền đạo Đăng Quốc Cơ. Thế mà phòng ngự của cao thủ nhà máy IT đã chơi không được sự tập trung trong pha bóng vừa rồi. Và bàn thắng thứ 7 là một điều dễ hiểu. Rồi ra thì còn bảo... Thế mà phòng ngự của cầu thủ nhà máy IT đã chơi không được sự tập trung trong pha bóng vừa rồi. Và bàn thắng thứ 7 là một điều dễ hiểu. Rồi ra thì còn bảo toàn. Và sau khi ghi bàn thì cầu thủ mang số 14 đó là Đăng Quốc Cơ đã được đưa ra nghỉ và người thay cho anh đó là cầu thủ đã mở điểm cho trận đấu này, Bắc Kiều Phong. Smalling rất nguy hiểm, suýt chút nữa đã có được bàn thắng cho cầu thủ bên phía nhà máy AIT. Đó là pha bóng mà Smalling đã chơi tương đối mạo hiểm trước mặt khung thành. Doi Kiên đi bóng rất là lướt đến từ cầu thủ áo số 16, Bắc Kiều Phong. Thì ông đưa bóng hơi dài của cầu thủ áo số 44. Đồng tiền tốt dành cho cầu thủ bên phía Mai 20, Bắc Kiều Phong. Vẫn là những tình huống xử lý rất thay của số 44, nhưng đến bước cuối cùng thì anh lại bị lỡ đà. Đông Dâu đáy biên. Không được, không có pha chạm bóng đến từ Hoàng Lực. Thì trong lúc này trên sân bóng Nhật Tân đang tạm thời là 7-1 nghiêng về phía cầu thủ Mai 20 trong trận đấu thuộc vòng tiêu khai mạc của giải bóng đá AIT Super League lần thứ 20. Thời tiết vào lúc này trên
sân bóng Nhân Tân cũng là rất mát mẻ, trời đã bước vào thời gian buổi tối. Hơi yếu. Đoán luôn. Thả khe rất tốt. Khoảng trống sút ngay. Đánh đầu không vào. Quá nô từ một Smalling. Thật sự đáng tiếc với pha bỏ lỡ vừa rồi của Huyền Cu Loa. Mẹ hai quả thế không vào. Hai thì cũng dứt điểm liên tiếp của Huyền Cu Loa. Nhưng một tình huống anh đã bị thủ thành bên phía cao thủ Mai mới cản phá thành công. Một tình huống thì cầu thủ này đã đưa bóng chạm trúng vào sàng ngang. Thật sự đáng tiếc với Huyền Cu Loa cũng như là tập thể cao thủ nhà máy AIT. Tuấn Anh con Bisaka được đưa trở lại sân và chơi ở vị trí 25 bên phải để thay cho cầu thủ mang áo số 15 Tăng Rose. Chuyển tốt đến từ Doi Kiên nhưng trong tình huống vừa rồi thì Bắc Kiều Phong chưa thể chạm bóng. Có lẽ thời gian của trận đấu cũng không còn nhiều. Ngày hôm nay với lợi thế 6 bàn có lẽ cao thủ bên phía đội bóng Mai 20 cũng đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Đấy rồi Hoàng Hữu In. Hoàng Hữu In đã cố gắng để tìm kiếm cho mình được cú poker. Vẫn đang là số 69 Hoàng Hữu In. Sút ngay. Cú sút vừa rồi không thể làm khó được thành bên phía cao thủ nhà máy AIT. Có lẽ với chiến thắng số 71 thì cao thủ bên phía Mai 20 họ cũng đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Và họ sẽ cùng với các cầu thủ của FC Dự án Lưới Điện sẽ đứng ở những vị trí đầu tiên. Nhưng có lẽ cao thủ bên phía đội bóng Mai 20 họ sẽ xếp ở vị trí đầu bảng. Nhưng mà đội bóng này họ đang hơn về hiệu số chỉ số và những hiệu số phụ như là ghi nhiều bàn hơn và thủ lưới ít hơn. Còn cao thủ nhà máy AIT cùng với cao thủ FC anh em họ sẽ phải đứng ở những vị trí thứ 3 và thứ 4. Nhưng vẫn còn những cơ hội để cho hai đội bóng này làm lại ở những vòng thiếu tiếp theo. Sẽ là một cú sút thẳng. Đó là pha ra chân của Huyền Cu Loa. Tiếp tục là pha ra chân đến từ số 7 Đông Dâu, cơ hội phản công. Tú Khỉ rất tốc độ. Tú Khỉ sút ngay. Không có bàn thắng dành cho cầu thủ bên phía đội bóng FC Mai 20. Nếu như đó là một đường truyền sang dành cho Hoàng Hữu In thì có thể khả năng trở thành bàn thắng sẽ là cao hơn dành cho đội bóng Hoa Phạm. Chọc khe tốt. Đường truyền về của Huyền Cu Loa. Đông Dâu. Nhưng Doi Kiên dễ dàng đọc được những ý đồ của cao thủ bên phía nhà máy AIT và đang bố trí được một hàng phòng ngự lùi sâu và tương đối kín kẽ cho đến thời điểm hiện tại. Đánh đầu và phá bóng của Tuấn Anh con Bisaka. Và cho thấy cái chân rất dài của Tú Khỉ. Đông Dâu. Vương vui vẻ đã vượt qua được sự chỉ cản của Doi Kiên. Sút thẳng không vào. Một cú ra chân rất có ý đồ và đúng lúc này thì tiếng còi khép lại trận đấu cũng đã vang lên.
chiến thắng ở trong ngày đầu ra quân dành cho cao thủ bên phía Mai 20 với một tỷ số rất đậm, đó là 7-1. Và chiến thắng này cũng giúp cho cao thủ bên phía Mai 20 vươn lên đứng ở ngôi vị đầu bảng. Tiếp sau là cầu thủ là đội bóng thủ dự án Lưới Điện, xếp thứ 3, thứ 4 lần lượt là cầu thủ FC Anh Em và cầu thủ nhà máy AIT. Một trận đấu rất hay, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, sức ép mà cao thủ bên phía đội bóng Mai 20 đã tạo ra trong trận đấu này. Và đến đây thì trận đấu của chúng ta cũng xin chính thức khép lại. Xin cảm ơn tất cả sự quan tâm của quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.